Test 5. Câu 1. Author, ethnic, health, gather. Câu 1 đáp án D. Câu 2. Flew, drew, knew, grew. Câu 2 đáp án C. Câu 3. Celebrate là S. Capture, conserve, combine. Câu 3 là đáp án A. Câu 4. Writer 1, teacher 1, builder 1 và career 2. Đáp án D. Câu 5. Company 1, atmosphere 1, customer 1, employment 2. Chưa câu 5 đáp án D. Câu 6 là addicted to, có nghĩa là ham mê cái gì đó. Ham mê. Câu 7 là on schedule, là đúng lịch. Câu 8. Different from là khác với. Câu 9. Chúng ta phải bắt đầu sớm, vì vậy chúng ta sẽ không bị muộn. Thâu giác là vì vậy. Câu 10. Bạn sẽ mua một xe điện khi mà chúng có sẵn chứ. Đằng trước là tương lai rồi, thì đằng sau các bạn sẽ đồng quen với thì hiện tại là become. Tương lai đơn, when, hiện tại đơn. Tiếp. Câu 11. Take part in, tham gia vào. Tham gia vào việc ngăn chặn sự phá rừng. Deforestation là trọng âm 4. Ngăn chặn. Mọi người nên tham gia vào việc ngăn chặn sự phá rừng. Câu 12. Khi mà các bạn thấy từ first ấy, thì các bạn sẽ chọn luôn là từ. À, chỗ này là từ work là động từ, nên là khi các bạn sẽ chọn là chủ ngữ. Chủ ngữ sẽ chỉ có từ who thôi. Who này sẽ là chủ ngữ cộng với động từ. Khi mà có dấu phẩy thì that không được dùng. Whom thì sẽ cộng với chủ vị. Và who giờ thì sẽ cộng với danh từ. Câu 13. Produced là quá khứ, thì các bạn cũng sẽ chọn phần đằng sau là lấy đuôi của quá khứ, sẽ là didn't he nhá, phủ định. Câu 14. Áo dài. Câu này có từ buy là bị động, nên là các bạn sẽ là được mặc, đúng không? Thì bỏ được đáp án A và đáp án C rồi. Sẽ có là be done. Be done thì câu này cũng be done. Nhưng mà khi mà câu bị động ấy, thì cái từ where này, các bạn học ba cột là where, were, when. Thì động từ các bạn phải cộng với trạng từ. Động thì phải cộng với trạng từ. Suy ra frequently mới đúng. 14 là đáp án D. Câu 15. Để tuân thủ luật giao thông ấy và bảo vệ chính mình thì chúng ta nên đội mũ bảo hiểm. Should là nên. Câu 16. Cô ấy hỏi tôi là liệu tôi có thể nói được ngôn ngữ khác không. Câu 16. Khi mà có từ ở đây là quá khứ thì các bạn cũng sẽ phải chọn quá khứ, sẽ là spoke. Liệu tôi có nói được ngôn ngữ khác không. Câu 17. Câu 17. Internet. Internet không để người khác, để mọi người xem những cái tin xấu, được chưa? Thì các bạn chỗ này nhớ là let somebody này thì cộng vấp nguyên, suy ra là watch. Câu 18. Bạn có tốt bụng đủ đến mức là giữ cái cửa mở cho người sau vào không, thì sẽ ra là kind up, tốt đủ. Câu 19. Thật đáng tiếc bạn sống rất xa, tôi mong là bạn sống gần đây. Cái này khi mà cậu ước ấy thì sẽ các bạn sẽ chọn quá khứ nhá. Thì là sống so far away, quá xa, thì sẽ là sống gần hơn. Sống gần hơn mà quá khứ. Đáp án B, đáp án D là hiện tại sẽ bắt rồi nhá. Thì gần hơn là live nearer. Câu 20. Tôi xin lỗi về điều đó. Thì chỗ này là ok.
Còn welcome là cứ tự nhiên, of course là tất nhiên rồi, that's right, được rồi, không sao. Câu 21, chỗ này câu này lại lỗi sai, nó lại vào dấu hỏi chấm. Tức là câu này là câu điều kiện thì không có dấu hỏi chấm, thì chỗ này chỉ chấm thôi. Câu 22, nếu tôi có nhiều bài tập thì tôi không thể tham dự cuộc họp được. Câu 22, cái từ bài tập này không đếm được các bạn nhé. Thì các bạn sẽ là phải là dùng từ much, chứ không được dùng từ many. Câu 23, khi tôi về nhà, bố tôi đang đọc báo và mẹ tôi đang xem TV. Mẹ tôi đang xem TV, hai hành động tiếp diễn ra. Thì mẹ tôi thì đấy là đang là was watching. Câu 24, hầu hết những cái việc nông ấy sẽ được làm bằng tay, by hand này, thì sẽ you the to be done. To be done là được làm bằng tay. Câu 25, thứ hai đúng không, và ngày chủ nhật thứ hai là the second Sunday, vào ngày chủ nhật thứ hai. Câu 26, hoàn toàn. Câu 26 đó là hoàn toàn thất bại. Đấy, thì chỗ này thất bại sẽ là danh từ failure. Câu 27, giảm có nghĩa là không mua những sản phẩm mà bị đóng gói quá nhiều sẽ là overpackage. Đấy, câu 28, chúng tôi nhận thấy là cái cuộc thi này đấy rất là thú vị. Find something thì cộng tính từ đuôi in interest, à interesting. Tiếp tục, câu 29, trước danh từ là tính từ sẽ là commercial. Câu 30, máy tính là một phát minh tuyệt vời. Đây là sau tính từ là danh từ là invention.